Ok, xin chào anh em nha. Anh em ơi, mấy vừa mưa trận mưa kinh điển này nè. Dông chớp. Nào là dông chớp anh em, nào là gió anh em ơi, gãy hết mớ cọc anh em. Lứ thì nghi ngã, em mới vừa đi sửa xong nha anh em. Đây, đóng một con gầm mái, ông trích anh em ơi. Trích móc nha anh em. Đây. Móc anh em ơi. Gỡ luôn nha. Không đem chân quay gì hết. Một chút nữa. Đây này, đi thăm tiếp nha anh em. Xuống phía dưới này của còn con nào không anh em ơi. Dưới đó có đóng một con gì anh em ơi. Dính rồi anh em ơi, dính rồi anh em ơi. Con gợp bị rớt xuống này dính luôn rồi anh em. Đóng anh em ơi. Đúng rồi nè. Đây này, một người trống ở nhà này. Dưới kia đóng con gì nữa anh em ơi. Em đeo theo cái chân quay gì hết anh em ơi. Nên nó cũng hơi khó rồi, khó quay rồi. Ok, hello, chào anh em nha. Đây anh em ơi, thì nói chung thì cũng sáng ra rồi anh em ơi. Đấy, em đặt cái chân quay xuống đây. Đấy anh em, sáng rồi nha anh em. Thì nói chung hồi tới lúc này tầm 12 giờ, 11 giờ kém, 12 giờ, 12 giờ kém anh em. Ồ, nó đổ một trận dông mưa to lắm anh em ơi. Nó làm mưa gió ngõ hết trơn lớn anh em ơi. Mình sợ quá mình ngủ luôn, tới tầm 3:30-4 giờ mình mới dậy anh em. Vậy đi gửi chim cho anh em xem. Mà nó ngõ trơn lớn anh em ơi. Đi sửa làng hoàng nó xoắn hết trơn mất anh em ơi. Đấy. Thì như vậy nha anh em. Nó mưa ghê lắm anh em. Nó mưa lúc hết đồng này anh em. Đấy anh em thấy nước lớn không? Nước này. Nước này. Nước này. Mưa nó trong cái rụng này mà có nước luôn anh em. Đấy. Mưa mà cùng gió nữa anh em ơi. Gió ghê lắm anh em. Gió ngõ trơn sồ luôn nha anh em. Sáng nay thì nói chung mưa quá cho nên nó chim cũng không đi máy anh em ơi.
cho nên nói chung cũng đủ ngày công anh em ạ, nói chung cũng đủ ngày công nha. Thì em cũng quay clip cho anh em xem thôi cho đỡ buồn anh em ơi, đúng không anh em? Thì em quay cho anh em xem cho nó vui, có không đăng clip thì nó cũng buồn anh em ạ. Đây, có nó bày không, không có clip anh em. Đây, như vậy nha anh em. Thì nói chung thì cũng như vậy thôi, nó mưa quá anh em ơi. Mấy anh hôm nay anh em ở anh em được nhiều không? Ở em thì nó cũng lai rai đó này, đều đều vậy, 5-6 con nữa này, 4-5 con vậy đó. Như vậy đó. Trong này thì cả tạm ổn anh em, nó đừng cái đi nhiều anh em ơi, nó mà mưa xuống mình nó đi nhiều một phát là nó hết chim luôn anh em ạ. Đấy, cho nên nó đi ra nên kéo dài ra thì cũng đỡ anh em. Đấy, như vậy nha. Thì nói chung thôi, bây giờ em sẽ bắt chim cho anh em xem mà em đi về đây. Ok, hello anh em nha. Đây thì em bắt chim cho anh em xem mà em đi về đây. Đấy, sáng nay có mưa gió lắm anh em, nhưng cái lều của em thì nó không bị ướt nha anh em. Đấy, em thì nó không bị ướt nhưng mà nó lồi dòng lên nó ghê quá nè, mà nó gió lên nó gỡ gãy luôn cái cửa luôn anh em. Ghê thiệt anh em ơi. Gió hồ hồn là ghê lắm. Nó ai sổ luôn anh em. Cái tay lưới cầu này nó ngõ hãy luôn rồi nè, ngõ hết lưới luôn nè. Nói chung đường nào cũng ngõ hãy kìa nè. Mới sửa dậy, mới sửa hết lấy lại nè. Sửa lại cái nó sống mất rồi. Thôi còn nào chìm nữa, mới lại chìm nó ít đi nữa rồi nè. Mỗi mưa xong nó sống mất rồi, thôi nó chìm nó đâu đi nữa đâu nè. Thì nói chung ngày sáng nay cũng ok. Thì em bác chìm anh em xem mà em đi về đây nha. Chim sành quả chó này đây nè. Đấy, sáng nay được 5 gà anh em ơi, 5 con anh em ơi. 5 con với cậu mắt đỏ tí nỉ này. Cậu mắt đỏ tí nỉ này này. Đấy. 5 gà nha anh em. Ba trâu, ba mái, một trống với lại một trích nha anh em. Đấy. Trích này, trích móc luôn anh em ơi. Đây, trích không có mồng, mấy trích thân tóm này nè. Đấy, trích mùi thân tóm này. Đấy. Mùi chặt lại cho anh em xem nè. Đây gà này mông cũng bự lên anh em, cũng có mông ở đây anh. Đây. Đấy mông này, con gà này bự lắm anh em, con này tầm 4 lạng đây này. Đấy, to này. Đấy nói chung thì sáng nay cũng đã tạm ổn anh em, như vậy thì cũng ok rồi anh em ạ. Đấy thôi, như vậy thì cũng đủ ngày công rồi anh em. Đây còn một bạc cối nữa anh em, có dơi anh em. Em mới qua cho anh em xem. Đây là sao? Một bạc có dơi nè anh em. Có lấy bạc. Đấy. Cũng được tầm mấy chục nghìn, gần 100.000 đấy nè. Còn 5.000 anh em ạ. Thì nói chung thì thành quả hôm nay thì cỡ nát ra anh em. Mưa quá anh em ơi, nó không mưa thì cũng là ổn đó anh em. Mưa quá thì chim cũng kém đi anh em. Thì em bỏ chim vào rồi em đi về đây anh em. Đi về đi bán rồi đi uống cà phê đây anh em ơi. Cũng khá trễ rồi nè. Đấy thì em cũng ít nhiều gì em cũng quay video cho anh em xem nha. Anh em thông cảm cho em nha. Có nhiều hay có ít hay là em quay nó hơi bị rung hay là có gì thì anh em bỏ qua cho em. Nhưng làm clip đam mê anh em ơi, cho anh em xem giải trí nè. Đấy. Chứ còn em chưa hưởng lợi ích gì tới của YouTube nha này.
Ok anh em. Rồi bây giờ em đi về đây. Nếu anh em xem clip của em thấy hay thì nhấn một like và một subscribe để chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ cho em nha. Chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Đi về đây. Chào anh em nha. Chào anh em. Bye bye anh em nha.